Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý trong bản tin toàn cảnh quốc tế chiều nay của chúng tôi. Các nguồn tin Ả Rập chiều nay đồng loạt cho biết, ông Hashim Safidin, chủ tịch hội đồng điều hành và là ứng cử viên số 1 cho chức tổng thư ký phong trào Hezbollah, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban hôm 3 tháng 10 vừa qua. Theo các nguồn tin, ngoài ông Safidin, toàn bộ những người có mặt tại địa điểm bị tấn công, trong đó có các cộng sự của ông Safidin và các cố vấn quân sự người Iran, cũng đã tử vong trong cuộc không kích. Trước đó sáng nay, một nguồn tin thân cận với Hezbollah cũng xác nhận nhóm vũ trang Liban đã không thể liên lạc được với ông Safidin kể từ sau cuộc không kích của Israel. Theo truyền thông khu vực, quân đội Israel đã sử dụng tới 73 tấn bom trong cuộc không kích vào căn hầm ngầm nằm sâu dưới lòng đất, nơi diễn ra cuộc họp của các thủ lĩnh Hezbollah, trong đó có ông Safidin, ở ngoại ô thủ đô Beirut chiều 3 tháng 10. Trước đó, tối 27 tháng 9, không quân Israel tiến hành cuộc không kích bất ngờ vào đại bản doanh của Hezbollah ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, hạ sát Tổng thư ký Hassan Nasrallah cùng một cố vấn quân sự cấp cao của Iran. Cuộc tấn công đã thúc đẩy Iran tiến hành đợt tập kích tên lửa trả đũa dữ dội vào Israel tối 1 tháng 10 vừa qua. Trong một tuyên bố trên truyền hình tối qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa khẳng định Israel không thể không tiến hành biện pháp đáp trả cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel tối 1 tháng 10 vừa qua. Ông Netanyahu nhấn mạnh Iran đã hai lần tập kích hàng trăm quả tên lửa vào Israel và hai cuộc tấn công này nằm trong số những cuộc tập kích tên lửa đạn đạo lớn nhất trong lịch sử. Theo người đứng đầu chính phủ Israel, không một quốc gia nào trên thế giới có thể chấp nhận việc các thành phố và người dân của mình bị tấn công như vậy, và Israel cũng không phải ngoại lệ. Israel sẽ tiến hành biện pháp đáp trả Iran bởi đó là nghĩa vụ và quyền tự vệ của nước này. Tuy nhiên trong tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu không đề cập biện pháp đáp trả cụ thể của Israel với cuộc tập kích tên lửa của Iran là gì. Trước đó trong một tuyên bố về cùng chủ đề chiều qua, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cũng không cho biết biện pháp đáp trả cụ thể là gì, dù khẳng định phương thức, địa điểm và thời gian của hành động đáp trả sẽ được IDF lựa chọn phù hợp với quyết định của giới lãnh đạo chính trị. Trong khi đó, nhiều nguồn tin khu vực và quốc tế cho biết Israel đang cân nhắc khả năng tấn công hạ tầng năng lượng và các cơ sở dầu mỏ, thậm chí cả cơ sở hạt nhân của Iran. Được biết, biện pháp đáp trả Iran cũng là nghị sự trọng tâm trong chuyến công tác bắt đầu tối qua của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Trung Đông CENTCOM, tướng Michael Kurina đến Israel. Sau cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Iran và Israel ngày 1 tháng 10, có nhiều suy đoán cho rằng Tel Aviv có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran như đã đe dọa từ lâu. Theo Time of Israel, chương trình hạt nhân của Iran trải rộng ở nhiều địa điểm. Mặc dù mối đe dọa từ các cuộc không kích của Israel đã tồn tại nhiều thập niên, song chỉ một số cơ sở hạt nhân được xây dựng dưới lòng đất. Mỹ và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho rằng Iran có một số chương trình vũ khí hạt nhân bí mật mà nước này đã tạm dừng vào năm 2003. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận rằng chương trình này có tồn tại. Iran đã đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế theo thỏa thuận năm 2015 với các cường quốc thế giới. Hiệp ước đã tan vỡ sau khi Mỹ rút vào năm 2018 và Iran bắt đầu từ bỏ các hạn chế vào năm sau. Kể từ đó, Iran đã mở rộng chương trình làm dầu uranium, rút ngắn cái gọi là thời gian đột phá cần thiết để sản xuất đủ uranium, cho chế tạo một quả bom hạt nhân trong vòng vài tuần, từ ít nhất một năm theo thỏa thuận năm 2015. Dưới đây là một số cơ sở hạt nhân chính của Iran. Natan là trung tâm của chương trình làm dầu uranium của Iran, là khu phức hợp nằm tại một đồng bằng giáp núi, phía nam thủ đô Tehran. Trong số các cơ sở hạt nhân đặt tại Natan, có hai nhà máy làm dầu uranium, nhà máy làm dầu nhiên liệu ngầm và nhà máy làm dầu nhiên liệu thí điểm trên mặt đất. Năm 2002, một nhóm người Iran lưu vong tiết lộ, Tehran đã bí mật xây dựng Natan, gây ra bế tắc ngoại giao giữa phương Tây và Iran về ý định hạt nhân của nước này. Nằm ở phía đối diện của Qom, Fordo là cơ sở làm dầu uranium ẩn sâu trong một ngọn núi. Do đó, nó được bảo vệ khỏi các vụ oanh tạc tốt hơn FEP. Hiện tại, Iran đặt khoảng 1.000 máy ly tâm tại cơ sở này. Một phần trong số đó là máy IR-6 tiên tiến, có thể làm dầu uranium lên tới 60%. Gần đây, Iran đã tăng gấp 2 số lượng máy ly tâm được đặt tại Fordo và tất cả các máy đều là IR-6. Năm 2009, Mỹ, Anh và Pháp tuyên bố Iran đã bí mật xây dựng cơ sở Fordo trong nhiều năm mà không thông báo cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama nói rằng quy mô và cơ cấu của cơ sở này không phù hợp với một chương trình hòa bình.
Iran đặt một trung tâm công nghệ hạt nhân lớn ở ngoại ô Isfahan, thành phố lớn thứ hai của nước này. Trung tâm này bao gồm nhà máy chế tạo tấm nhiên liệu và cơ sở chuyển đổi uranium. Tại Isfahan, Iran đặt các thiết bị sản xuất uranium, quy trình đặc biệt nhạy cảm với việc phổ biến vũ khí hạt nhân, vì nó có thể sử dụng để chế tạo lõi của một quả bom hạt nhân. Người đứng đầu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi hôm qua đã có chuyến thăm Liban. Ông Filippo Grandi cho biết chuyến thăm nhằm đoàn kết với những người dân Liban bị ảnh hưởng để giúp hỗ trợ nhân đạo và kêu gọi thêm sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đồng thời mô tả Liban đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khủng khiếp khi hàng trăm nghìn người dân bị mất nhà cửa hoặc phải di rời do cuộc không kích của Israel. Cũng trong hôm qua, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Liban, Imran Riza, đã cảnh báo về tác động do các cuộc không kích của Israel đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ông Imran Riza cho biết các cuộc tấn công vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Liban đã gia tăng đáng báo động trong những ngày qua. Nhân viên y tế đang phải trả giá đắt nhất bằng mạng sống của họ và hệ thống y tế đang trên bờ vực sụp đổ. Một ngày trước đó, ít nhất 4 bệnh viện ở Liban đã thông báo ngừng hoạt động do các cuộc ném bom của Israel. Trước đó, Bộ Y tế Liban hôm 3 tháng 10 cho biết 97 nhân viên y tế và cứu hộ đã thiệt mạng do cuộc xung đột Israel-Hezbollah. Các nỗ lực viện trợ của cộng đồng quốc tế cho Liban đã được triển khai. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 4 tháng 10 cho biết một chuyến hàng với 30 tấn vật tư y tế đã được chuyển đến Liban. Bộ Y tế Liban hôm qua xác nhận nước này đã nhận được viện trợ y tế từ Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như từ Liên Hợp Quốc. Mỹ cũng tuyên bố sẽ cung cấp khoản viện trợ gần 157 triệu đô la để hỗ trợ người dân Liban bị ảnh hưởng do cuộc xung đột. Cuộc xung đột Israel-Hezbollah trong gần một năm qua đã khiến khoảng 2.000 người tại Liban thiệt mạng, hơn 9.000 người khác bị thương và 1,2 triệu người, tương đương khoảng 23% dân số quốc gia Trung Đông này, phải di rời. Ngày 4 tháng 10, Cục Điều tra Liên bang FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ bạo lực từ các phần tử cực đoan nhân dịp một năm cuộc xung đột ở Gaza. Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 và sự kiện này đã dẫn tới các hoạt động quân sự trả đũa của Israel, khiến cuộc xung đột ở Gaza kéo dài tới tận thời điểm này. Cục Điều tra Liên bang và Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng một sự kiện này có thể là dịp để các phần tử cực đoan và tội ác hận thù tiến hành các hoạt động bạo lực. Các cơ quan này cảnh báo bạo lực có thể diễn ra tại một số địa điểm của người Do Thái, người Hồi giáo và Ả Rập, bao gồm các nhà thờ và khu thờ tự. Cũng theo Cục Điều tra Liên bang và Bộ An ninh Nội địa Mỹ, mối đe dọa tấn công bạo lực không chỉ tới từ các nhóm khủng bố nước ngoài mà còn từ các cá nhân đơn lẻ. Trong bản đánh giá các mối đe dọa thường niên được công bố trong tuần qua, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng cuộc xung đột ở Trung Đông và cuộc bầu cử Tổng thống là các yếu tố dẫn tới mức đe dọa cao ở Mỹ trong năm 2025. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu vực Zhela Noye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, viết tắt là DPR, đồng thời thu được những chiến lợi phẩm đáng kể sau khi đẩy lùi lực lượng Ukraine ở pháo đài Uleda. TASS ngày 6 tháng 10 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Nam sau những hành động tích cực và quyết đoán đã giải phóng khu định cư Zhela Noye ở Donetsk. Đáng chú ý, việc kiểm soát làng Zhela Noye không phải là thành công duy nhất của quân đội Nga tại DPR. Một ngày trước đó, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, viết tắt là VSRF, đã kiểm soát phía tây của làng Tsukurino. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất tới 755 binh sĩ trong những ngày qua. Cụ thể, các cuộc không kích đã được thực hiện nhằm vào các lữ đoàn cơ giới 23, 54, 93 của Ukraine, lữ đoàn bộ binh cơ giới 56, lữ đoàn tấn công miền núi 10 và lữ đoàn 18 của vệ binh Ukraine tại các khu vực Zenikovka, Vanovka, Belayagora và Maximilianovka ở Donetsk. Ba cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 của Ukraine, lữ đoàn không vận 81 của AFU và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112 cũng đã bị đẩy lùi. Phía Ukraine mất tới 755 quân nhân, 9 xe cơ giới cùng nhiều thiết bị và vũ khí do Mỹ và Anh sản xuất. Trước đó, trong một tuyên bố hôm 5 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội nước này đã thu giữ một kho vũ khí và đạn dược lớn do NATO cung cấp tại thành trì Uleda của Ukraine ở Donetsk sau khi đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực này. Các vũ khí thu được bao gồm đạn dược và vũ khí tiêu chuẩn NATO bị bỏ lại.
trong đó có súng cối giảm thanh do Ba Lan sản xuất, súng phóng lựu tự động do Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sản xuất, vũ khí nhỏ và các thiết bị khác. Lực lượng Nga đã chiếm được Uleda sau khi tiến hành cuộc tấn công theo thế gọng kìm. Các quan chức cho biết, binh lính Ukraine đã kháng cự đến cùng, ẩn náu cùng các hầm mộ và tầng hầm để tránh các loạt pháo. Tuy nhiên, trước sự bao vây của phía Nga, các binh sĩ đã rút khỏi thị trấn. Hơn 40 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng. Ở chiều ngược lại, quan chức Ukraine cùng ngày thừa nhận tình hình của quân đội nước này đang xấu đi. Cụ thể, tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với quân đội Ukraine trên tuyến đầu gần Selidovo thuộc khu vực dọc Kiev kiểm soát ở Donetsk, theo ông Vitaly Molovidov, phát ngôn viên lữ đoàn Karadag số 15 thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine. Chúng ta hiện có thể thấy lực lượng Nga đang tiến về phía nam và phía bắc Selidovo nhằm tạo điều kiện bao vây phần còn lại của các đơn vị của chúng ta. Quan chức này nói với đài truyền hình Kiev 24. Theo ông, quân đội Nga đã tăng cường trấn áp các vị trí của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 5 tháng 10 cho biết, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 35 và 27, cũng như trung tâm chỉ huy của Quân đoàn Cận vệ số 2 của lực lượng vũ trang Nga. Thiệt hại của cuộc tấn công đang được xác định. Theo Bộ Tổng tham mưu, cuộc tấn công được lực lượng Ukraine thực hiện bằng tên lửa Storm Shadow và tên lửa GMLRS. Các đơn vị của không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh phối hợp với các đơn vị của lực lượng phòng vệ đã tham gia vào cuộc không kích. Hiện Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về các thông tin này. Trong một diễn biến mới, Đại tá Yuri Inat thuộc không quân Ukraine cho biết, quân đội Nga đang tích cực triển khai nhiều loại máy bay không người lái UAV khác nhau trên chiến trường nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Theo quan chức này, ngoài UAV Shahed, Nga cũng đang sử dụng nhiều loại UAV khác để tăng hiệu quả tác chiến do các UAV cũ dễ bị hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine khắc chế. Máy bay không người lái giá rẻ được Nga sử dụng trong cuộc tấn công, bao gồm cả UAV Jebera, được sản xuất theo 3 phiên bản, trinh sát điện tử, tấn công và mồi nhử. Tờ Defense Express trước đó cho biết, UAV này có thân bằng xốp và được lắp ráp bằng công nghệ lạc hậu. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.